sáng ngày 4 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã đã đi kiểm tra tình hình thực tế công tác phòng chống cân bão số 2 trên địa bàn thị xã. Theo báo cáo từ đêm ngày mùng 3 đến sáng ngày mùng 4 tháng 7, trên địa bàn thị xã có lượng mưa nhỏ, khoảng từ 5,1 đến 10 mm. Các hồ chứa dung tích lớn trên địa bàn mới chữ được khoảng 50 đến 60% dung tích thiết kế. Các hồ chứa nhỏ chữ được khoảng 70 đến 80% dung tích thiết kế khoảng từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút có gió giật khoảng cấp 6 đến cấp 7 và đến thời điểm này, sức gió đã giảm còn khoảng cấp 3 đến cấp 4 kèm theo mưa nhỏ rải rác. Tại các bến đò ngang, đò dọc đều có biển cảnh báo thực hiện nghiêm túc tạm ngừng hoạt động. Công tác đảm bảo an toàn hồ đập được thực hiện tốt, đồng thời các hồ đập chạm bơm đều chủ động tiêu nước đệm đề phòng mưa lớn gây ngập úng. Nhìn chung trên địa bàn thị xã Đông Triều không bị ảnh hưởng và thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2. Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại bến phà Lại Xuân xã Yên Đức, một số công trình thủy lợi gồm hồ Yên Dưỡng xã Hồng Thái Đông, hồ Nội Hoàng xã Hoàng Quế, hồ Chạy Lốc xã An Sinh và trạm bơm tiêu đạm thủy xã Thủy An. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Ngoán, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục có các giải pháp chủ động ứng phó hoàn lưu sau bão, theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết, tuyên truyền các thông tin về tình hình cơn bão, kiểm tra, giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ, chủ động bơm tiêu nước đệm để phòng mưa lớn gây ngập úng để đảm bảo đời sống sinh hoạt trong khu dân cư và sản xuất nông nghiệp.